Ideal của thầy Nguyễn Thành Tiến sáng lập, và Nick Hà Nội có cái số nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp, kể cả các doanh chủ, người ta không chỉ đầu tư bất động sản mà đầu tư cả về doanh nghiệp, cũng đang vận hành các doanh nghiệp với số lượng là hơn 700 thành viên. Trong số tổng số Nick Ideal là hơn 3.000 thành viên nhà đầu tư bất động sản chuyên nghiệp. Mặc dù ngày hôm nay thầy đang có trí tuệ đầu tư và cùng với anh Hoàng Nam Tiến giảng dạy cho tất cả các anh chị em tại Sài Gòn, nhưng thầy đã gửi cho chúng ta những cuốn sách quý báu. Ban liên lạc Nick Hà Nội đã định kỳ tổ chức các sự kiện offline nhằm kết nối anh em trong cộng đồng Nick với nhau. Ba giá trị lớn nhất của Nick Hà Nội đối với Nick Family là ba giá trị là học hỏi và kết nối và hợp tác. Đây là cái sự kiện hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra mắt của Ban Liên lạc Nick Hà Nội. Và chúng tôi tin rằng với sự ra mắt này thì Ban Liên lạc Nick Hà Nội sẽ là cầu nối cho tất cả các nhà đầu tư, cộng đồng nhà đầu tư Nick, không chỉ với Hà Nội mà trên toàn quốc. Các nhà đầu tư đến đây sẽ nhận được thật nhiều giá trị và có cơ hội giao lưu kết nối với nhau. Và đến với Nick Hà Nội thì em thấy anh em rất là nhiệt tình, thân thiện cũng như là vui vẻ, kết nối với nhau rất là hòa đồng. Thì em đến đây thì cũng có một cái mong muốn là được kết nối giao lưu, học hỏi cũng như là tạo thêm mối quan hệ với anh em để có mối quan hệ trong cuộc sống như công việc. Cảm xúc của em hôm nay thật sự là em rất vui, và em cái giá trị quan trọng nhất là em kết nối được nhiều mối quan hệ. Thì hầu hết là trong nước này là tất cả các anh chị là mỗi người là một cái ngành nghề, và em học được rất là nhiều luôn về cái bản danh, tại vì xưa giờ là em chỉ là đầu tư kinh doanh bất động sản thôi. Và khi mà em đến với nước này thì em nhận được rất nhiều lợi chị, là những anh chị có thể là bên phong thủy nè, hoặc là bên chứng khoán nè, rồi bên doanh nghiệp kia, thì em học được rất là nhiều và em phát triển được cộng đồng và mối quan hệ. Và chúng tôi vô cùng cảm ơn cộng đồng Nick Hà Nội cũng như là cộng đồng Nick toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn tất cả các anh chị em đã cùng tạo nên một sân chơi bổ ích cho Nick Hà Nội ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn ạ. Một, hai, ba, rơi. Một, hai, ba, Nick Hà Nội.